Hello, xin chào các bạn. Trong cái tình hình mà cái dịch cúm bệnh viêm phổi lạ từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đang ngày càng lan nhanh. Trong khi đó thì Trung Quốc thì cứ giấu nhẹm thông tin, mình không có biết gì thật hết. Số lượng người bệnh ở nước Mỹ thì mỗi ngày tăng một ít lên và đã xuống tới thành phố San Diego nên mình đóng quân. Thì mình cũng có chút phần lo lắng. Mình có suy nghĩ cho nên mình muốn làm cái video này để thử so sánh coi nếu mà một người lính Mỹ bị bệnh, giả sử như mình lấy trường hợp là nếu mà mình bị bệnh hoặc là người thân trong gia đình của lính bị bệnh, đang nói về vợ lính, con lính, chứ không có những người, chứ không phải nói về không có nói về bà những người mà ở trong cái trang số 2 pay tools là cái mà dependent data, tức là những người mà lệ thuộc vô lính, phụ thuộc lệ thuộc vô lính, ba mẹ, anh chị em, cậu mợ, chú bác, là những người đó chính phủ không tính. Thì mình muốn so sánh thử coi nếu mà một người lính bị bệnh so với hoặc là gia đình lính bị bệnh so với lại nếu mà mình là một người dân thường đi làm hãng hoặc là mình đi làm theo giờ hoặc là làm ở tiệm nail thì nó có khác nhau như thế nào. Mong các bạn tiếp tục theo dõi. Mình xin tự giới thiệu, mình là Minh Lê, mình là kỹ thuật viên điện tử second class, cấp bậc là trung sĩ E5 ở trong quân đội Hải quân Hoa Kỳ. Mong các bạn đăng ký kênh ủng hộ giùm mình. Các bạn có thể đây có đường link ngay đây, các bạn có thể dò theo đó để mà đăng ký trang Facebook và YouTube giùm mình. Cảm ơn các bạn. Alright các bạn, thì mặc dù là bệnh cúm nó đang tràn lan nhưng mà mình có lo nhưng mà cũng không có gọi là quá lo lắng. Sợ là nếu mà bây giờ trong trường hợp mà mình ở ngoài, tại sao như vậy các bạn? Mình muốn nói về thứ nhất, mình muốn nói về tiền viện phí. Mặc dù á là đây là một cái căn bệnh lây nhiễm cho nên chính phủ sẽ điều trị cho bạn dù bạn có tiền hay không. Không có giống như ở Việt Nam là không có tiền thì sẽ để cho bỏ mặc nằm chết. Ở bên Mỹ á, thì bạn vô bệnh viện người ta sẽ chữa trị cho bạn khỏi hoàn toàn, cứu sống bạn. Tiền bạc gì đó tính sao, có bảo hiểm hay không có bảo hiểm thì chuyện mà trả tiền hay không tính sao. Thì cái căn bệnh này là cái căn bệnh người ta sẽ không có cho bạn cái lựa chọn mà bạn nói thôi thà nếu mà tao có chữa bệnh xong á thì tao cũng mang nợ suốt đời thôi, để tao chết luôn cho thà chết còn hơn. Không có mà giống như là đến chết, không có như cái câu chuyện mà đến chết vẫn còn hà tiện được nha các bạn. Người ta sẽ chữa trị cho bạn. Nhưng mà cái hệ thống y tế của Mỹ nó khác những cái một số nước khác. Bạn vô bệnh viện sẽ tính tiền riêng. Bác sĩ, điều dưỡng, những người đó có khi thuộc biên chế bệnh viện thì người ta sẽ gom cái hóa đơn chung, cái bill chung lại gửi về cho bạn. Nhưng có khi những người bác sĩ và điều dưỡng, nó là y tá, gọi điều dưỡng resident nurse, là những cái người độc lập thì người ta vẫn khi mà người ta chữa trị cho bạn người ta sẽ gửi cái bill riêng về cho bạn. Thì bảo hiểm trả hay không thì chuyện tính sao, nhưng mà người ta vẫn gửi cái bill. Thì từ cái kinh nghiệm mà đợt virus Ebola với lại SARS thì mỗi một ngày mà nằm ở trong điều trị đặc biệt á thì tối thiểu là cũng phải là 5.000 cho đến 25.000. Tại vì ngoài cái chi phí mà chữa trị bệnh cho bạn, tiền bác sĩ, tiền y tá, người ta phải cách ly bạn, thì cái ngoài cái giường bệnh mà bạn nằm trong cái giường bệnh trong cái phòng đó, có thể là có thêm một cái giường khác, nhưng cái giường đó hiện giờ cái giường đó có thể không được dùng cho người khác nếu mà người ta không có cùng căn bệnh với bạn, mà cái giường nó sẽ phải bỏ trống. Thì bệnh viện cũng là một cái business, cũng là một cái cơ sở kinh doanh, cho nên người ta muốn có cái tiền đó để có cái chi phí hoạt động. Thì bây giờ mất tiền người ta cũng sẽ tính vô cho các bạn cái tiền đó,
Ngoài ra còn tiền thuốc men, rút máu, thử máu, xét nghiệm, vân vân và vân vân, còn rất là nhiều thứ khác. Thì đối với lính mình không có phải lo lắng gì hết, tại vì bảo hiểm của lính sẽ, mình đang đi lính, bảo hiểm của lính sẽ chi trả tất cả mọi cái chuyện đó. Nếu mà bạn đi làm cho những cái hãng tốt một chút thì bảo hiểm sẽ chi trả gần như hết cho bạn, có khi thì bạn phải trả 20%. Ở đây mình nói là nếu mà người ta ép buộc bạn phải trả những cái khoản bảo hiểm đó nha. Nếu mà bạn không nghèo quá, bạn không có bảo hiểm thì sẽ có bảo hiểm của Obamacare, hoặc là chính phủ sẽ trả. Tiếp theo, tiền viện phí, nếu mà không phải lo lắng gì đi thì kế tiếp lại sẽ là cái gì? Khi bạn nằm viện trong thời gian điều trị cách ly từ 1 tuần cho đến 3 tuần, ở nhà tiền nhà vẫn có, tiền con cái vẫn có, tiền ăn cho gia đình vẫn phải trả, điện nước bill, bảo hiểm xe mỗi tháng đều phải đến. Nếu bạn làm theo giờ, bạn không đi làm, bạn sẽ không được trả theo tiền giờ. Bạn đi làm nail, cắt tóc, nếu bạn không có ra tiệm thì bạn nằm viện không có tiền đó. Nếu mà bạn là đi hơn, bạn đi làm hãng mà được trả lương theo năm salary á, không trả theo giờ, thì do dù bạn có nằm viện người ta vẫn trả cho bạn. Có những khi không biết là có được dùng work com để mà hỗ trợ cái đó hay không, nhưng đối với lính, cái đó mình đang nói về mục số 2 là tiền lương giấy phép. Đối với người lính nha các bạn, khi mình vẫn mình nằm bệnh viện, mình vẫn được trả lương mỗi tháng đều đều, tại vì mình vẫn còn cái hợp đồng với lính. Và trong thời gian mà nằm bệnh viện, giả sử như 30 ngày đi, mình vẫn được hưởng 2,5 ngày nghỉ phép cho trong trong cái 30 ngày mình nằm trong bệnh viện đó, tại vì cái đó nó vẫn tính giống như là mình có đi làm. Còn nếu mà bạn nghỉ ở ngoài thì nhiều khi người ta không có cho bạn cái ngày đó, nếu hên là bạn không được cho, chứ còn không hên người ta tính trừ luôn. Thì cái đó là 2 điểm lợi phải không? Tiền bệnh viện, lính không phải lo lắng gì, tiền lương mỗi tháng những cái lãnh đều đều vậy đó, tự động ra khỏi nhà băng, không có phải lo lắng gì hết. Ok, bây giờ trong trường hợp mà xui lắm, nói quở một chút, là bạn sẽ được chữa khỏi bệnh nhưng nó sẽ để lại di chứng ảnh hưởng, chẳng hạn như phổi bị lủng hoặc là một cái gì đó khiến bạn không thể nào đi làm được, thì nếu mà công ty tốt thì sẽ có work com để mà hỗ trợ cái tiền đó. May ra có social security, cái tiền mà Medicare hỗ trợ bớt. Còn nếu mà bạn đi làm theo giờ mấy cây xăng là cái đó chắc chắn không có, nếu mà làm part time. Nhưng mà đi lính thì nếu mà chẳng may mình không đi được thì người ta sẽ cho mình ra khỏi lính, nhưng mà cái mình sẽ lãnh cái tiền disability, tại vì trong thời gian mà mình phục vụ trong quân đội mình bị disability, dù nó không có liên quan gì về quân đội hết. Và người ta sẽ trả cái tiền đó cho mình cộng thêm cái tiền mà mình lãnh từ bên social security với lại disability này nọ. Đó là mình sẽ lãnh hàng mỗi tháng cho đến khi mình chết, cho đến khi mình rồi. Giờ nói đến vấn đề đó, mà nếu mà xui lắm mà bây giờ không qua khỏi thì sao các bạn? Những gì xảy ra? Thì đây là một cái căn bệnh nguy hiểm, chính phủ sẽ make sure rằng cái vi khuẩn đó sẽ bị diệt trừ hoàn toàn để mà không có lây nhiễm cho người khác, thì cái tiền mà hỏa táng đó có thể là chính phủ sẽ làm cho bạn, hỗ trợ cho bạn. Nhưng sau khi hỏa táng thì bây giờ nếu mà bạn đem lên chùa, ok, lên nhà thờ thì dễ dàng rồi, hoặc là để ở nhà. Nhưng mà nếu mà bạn muốn có chỗ chôn ở ngoài nghĩa trang thì cái đó là một khoản tiền nữa. Đất ở bên Mỹ, đất nghĩa trang ở bên Mỹ rất là tốn kém, ngoài ra còn phải trả tiền bảo trì bảo dưỡng cho người ta đi cắm bông cắt cỏ mỗi tháng. Chi phí đó không
không có rẻ lắm đâu nếu mà đi một quãng đường dài. Còn người lính thì sao các bạn? Người lính thì một khi bạn đã phục vụ cho lính honorably, tức là bạn không có làm điều gì có lỗi, thì người lính và những người thân của lính có thể được chôn cất trong nghĩa trang quân đội. Mình không nói về cái nghĩa trang ở ngay Washington DC, cái nghĩa trang Arlington, cái đó là dành cho những người có công. Nhưng tất cả các tiểu bang đều có những cái nghĩa trang dành cho lính nhỏ 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 nhỏ, nhưng mà có thể được chôn cất ở đó và không có phải lo lắng về tiền chôn cất hoặc là tiền bảo trì gì hết. Đó là những cái ưu tiên dành cho lính. Thì hy vọng là mọi chuyện sẽ qua khỏi, chúng ta sẽ sớm tìm được cái loại thuốc để chữa trị cái căn bệnh này. Làm một cái video nhỏ so sánh, nếu mà bạn ở trong lính so với lại bạn ở ngoài khi có những cái chuyện khẩn cấp xảy ra sẽ như thế nào. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà nó có lủng củng hay nó có không hay, mong các bạn góp ý ủng hộ giùm mình. Nếu mà nó hay, các bạn bấm like và đăng ký kênh giùm mình. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt các bạn.